Hôm nay buổi tối mình ra ngoài anh Phương được hàng xóm tốt bụng lại tặng cho anh Phương một trái sầu riêng đó mọi người. Sầu riêng này là sầu riêng ghi sáo, mình nhìn cái vỏ là mình biết ghi sáo rồi. Trái này là dạng đều đẹp và cuối mùa rồi đó. Mà chín cây rất là thơm luôn á. Trời ơi, nó vàng khè luôn thấy không? Quá là vàng khè luôn anh. Anh không chết được bằng cái gì ơi. Trời ơi, vậy là miếng ngon nè. Hàng Việt Nam chất lượng cao không phân cái này hả? Hàng ta cho anh Thấy cái dĩa anh hỏi luôn. chưa luôn hả? Trời, khu chế sầu riêng mà dạng cuối mùa luôn. Ôi ngon nha. Wow, đây coi được một muối nè, bên đây hai một muối là hai muối. Ủa có một muối à, Nè ba muối, bên kia còn muối nhỏ nữa, này còn học nữa. quá đã luôn nha. Ăn này chắc hồi gói ăn cơm luôn anh Vương. Trời ơi, cố lên. Nó chín là dễ gùi ha. Đó, nhìn gần cảnh sầu riêng đã ghê luôn. Vàng ươm luôn. Nhìn nhở lên đã ghê không? Trái này chắc cỡ ký rưỡi không ta? Để ký ký à. Không em không mang, em đang ô, em đang bị yếu trong người không mang đâu. Thôi em không mang luôn. Thơm dữ luôn, thơm. Muối sầu riêng đã quá trời luôn. Sầu riêng của anh Phương được tặng nè mọi người, đây là ghi sáo nè. Cây này lâu năm, nhìn vỏ nó mới mỏng nè mọi người. Nhưng mà cái cây mà mới mà cây to là cái vỏ nó rất là dày luôn mọi người. Cây này là thuộc cái dạng lâu năm, nó nhìn vỏ nó mỏng á. Cái hộp to không anh Phương? Hộp to không? Nhỏ Nhỏ không?